Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn hai cái mẫu hộp số giảm tốc có tiến lùi, hai số tiến, một số lùi. Hai loại này thì đều có tỷ số truyền giống nhau. Số 1 là giảm đi 16 lần, số 2 là giảm đi 12 lần và số lùi là giảm đi 20 lần. Thì hai loại này thì đều rất là nhỏ thôi. Cái loại này là loại không có ly hợp này, không có ly hợp nhé. Nó không có ly hợp thì khi các bạn sang số ấy, thì phải có một phần ly hợp khác. Ví dụ như cái này nó sẽ phù hợp với cái xe máy chẳng hạn. Thì đối với cái xe máy các bạn, khi các bạn sang số ấy, thì các bạn ngắt cái côn thì các bạn mới sang số được. Hoặc là các bạn trùng dây cô doa xuống thì các bạn mới sang được số nhé. Đấy là phần ly hợp. Còn đối với cái hộp số có ly hợp này thì đây là ly hợp chủ động, các bạn chỉ cần kéo cái cần ly hợp này, đấy là nó sẽ, đây là hiện tại đây nó đang ngắt chuyển động này, đấy, khi các bạn kéo cái này thì nó mới bắt chuyển động, đấy, thì cái này nó dùng đai bản B các bạn nhé, còn cái bên này là dùng đai bản A này, đấy, thì nó có hai loại khác nhau và tỷ số truyền là như nhau. Cái trục này là trục 22 các bạn nhé. Đấy. Còn cái trục này là trục 20 này. Để các bạn lắp nhông vào đấy. Còn cái chỗ này là nhông, cái này là 6 răng các bạn nhé. Nó vừa với cái nhông trước của xe máy thì phù hợp cho các bạn nào muốn lắp nhông. Tuy nhiên ở truyền tốc độ cao thì người ta dùng dây Cora nó hợp lý hơn. Cái đầu trục này cũng thế này. Đây là trục nhỏ, đây là trục to này. Cái này thì nó còn đang để ngỏ. Để cho các bạn là đấy nha, nhắc lại đây là hai cái bộ cần số này, đây là cần số, đây là cần số. Tỷ số truyền lần lượt là 1/16, 1/12 và số lùi là 1/20 các bạn nhé. Đấy, hai hộp số là giống nhau này, chỉ khác nhau phần chuyển động đầu vào và đầu ra thôi. Còn hộp số là y chang như nhau các bạn nhé. Đấy. Hộp số này thì có thể chịu tải khoảng 1 tấn trở lại các bạn nhé. Rất là khỏe, trục da rất là to. Đấy. Có đế. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cái kích thước của sản phẩm thì em có để cuối video, các bạn có thể tham khảo thêm. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.